Xin chào, mình là Tuấn Đạt và rất vui khi các bạn đã ghé thăm kênh YouTube của mình. Như các bạn đã đọc ở tiêu đề và các bạn đã biết video này mình sẽ nói về chủ đề gì rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ nói lời tạm biệt với mái tóc tẩy này và trải nghiệm một kiểu tóc mới, đó chính là đầu cua. Sau 2 tháng trải nghiệm màu tóc tẩy và mọi người xung quanh, lẫn bạn bè, bố mẹ mình đều bất ngờ trước sự thay đổi này. Vậy nên mình sẽ cho mọi người thấy sự thay đổi còn ghê gớm hơn. Thử cắt đầu cua xem mọi người có mắt chữ A, mồm chữ O không. Thì ở đây mình dùng cữ 12mm để cắt hết phần tóc tẩy, nhưng vẫn giữ được một ít tóc, không đến mức là chọc lóc. Mình thấy đầu cua thực chất nó đang hot trở lại mọi người ạ. Trên thế giới đã quá quen với những kiểu tóc mullet, sideport, những kiểu tóc dài. Giờ đây họ đi tìm lại những kiểu tóc nhanh, đơn giản, không cầu kỳ, dễ dàng tạo kiểu, và đầu cua chính là sự lựa chọn tuyệt vời. Không chỉ có mình mà ngoài kia cũng có rất nhiều người đang để đầu cua. Ví dụ, hai ông lớn về ngành thời trang như là Tim Desain, Daniel Simon, về tóc tai như là Blue Man cũng đã cho mọi người thấy sự bất ngờ khi đã xuống tóc để một kiểu đầu cua. Hay thậm chí là rapper Pháo đã khiến mọi người mắt chữ A, mồm chữ O về kiểu đầu cua mới của mình. Mình dùng cữ 6mm để phết hai bên và sau gáy. Kiểu đầu cua rất là nhanh, gọn, đơn giản. Mình không cần phải giải thích quá là nhiều. Thì mình sẽ đi bấm viền, cạo tóc con để cho mọi thứ thật. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.